công nhân loan tin giả học sinh bị tấn công tử vong ở Bình Dương. Khóc nghẹn cảnh người thân đón 5 thanh niên tử vong khi cứu hộ lũ lụt. Kẻ đồi bại 36 tuổi vừa xin nước để làm bậy với người phụ nữ 63 tuổi. Xét xử cựu bí thư Bắc Ninh, cựu giám đốc khai về quá trình chia tiền cảm ơn cho lãnh đạo tỉnh. Giám đốc sát hại nữ kế toán mang thai bị tuyên án chung thân. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Vietnam Plus. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Ngày 29 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh và Công an thành phố Thủ Dầu Một làm việc với một nam công nhân về việc đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Trưa cùng ngày, tài khoản Facebook có tên Nam Phạm đăng lên mạng xã hội nội dung một học sinh lớp 3 bị bạn học tấn công tử vong, khiến nhiều phụ huynh tại phường Định Hòa lo lắng. Phát hiện thông tin trên, Ủy ban Nhân dân phường Định Hòa vào cuộc xác minh và xác nhận không có vụ việc trên. Công an sau đó tìm ra chủ tài khoản Nam Phạm là anh PVD, 26 tuổi, công nhân của một công ty ở phường Định Hòa nên đã mời người này lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, anh D khai nhận nghe được một câu chuyện không rõ nguồn gốc từ một công nhân khác, sau đó đăng tải thông tin trên lên Facebook với mục đích thu hút lượt like. Chiều 29 tháng 10, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính PVD với số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Vừa qua, dư luận không khỏi xót xa trước thông tin 5 thanh niên bị nước cuốn trôi khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn bão số 6 tại khu vực hạ lưu đập Thanh Sơn, xã Thái Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sau nhiều giờ tìm kiếm, 5 thanh niên đã được lực lượng chức năng đưa trở về nhà trong tiếng nức nghẹn của người thân và hàng xóm xung quanh. Do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa to đến rất to, kéo dài từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, khiến hơn 30.000 ngôi nhà ở Quảng Bình bị ngập, đặc biệt là tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Trong những giờ qua, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang cố gắng nỗ lực ứng cứu di rời người dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, tại những địa phương có nguy cơ ngập sâu, lực lượng chức năng đã cố gắng tiếp cận di rời các hộ gia đình có người già và trẻ nhỏ bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong quá trình giúp đỡ người dân bị ngập lụt di rời do ảnh hưởng của bão số 6 hôm 27 tháng 10, anh Lê Ngọc Hát, sinh năm 2002, ở thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, một thanh niên xung kích của địa phương, bị nước cuốn mất tích khiến nhiều người xót xa. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 28 tháng 10, lực lượng chức năng phát hiện anh Hát cách vị trí bị nạn khoảng 200 mét. Ngay sau đó, anh Hát đã được lực lượng chức năng đưa về với gia đình. Khoảnh khắc đón 5 thanh niên trở về, người thân và hàng xóm không khỏi nghẹn ngào. Ai cũng không nén được giọt nước mắt đau thương mà òa khóc nức nở. So xa hơn cả là hình ảnh người bà hơn 90 tuổi của anh Hát chống gậy ngồi trước hiên nhà, nghẹn ngào khi thấy cháu trai được mọi người đưa về. Dù mắt đã mờ, chân đã chậm, người phụ nữ từng trải qua bao sương gió của đời vẫn phải chịu thêm nỗi đau mất đi người cháu nội ngoan ngoãn. Khoảnh khắc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến nhiều người rưng rưng rơi lệ. Ngày 28 tháng 10, Công an thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Nguyễn Bảo Tùng, 36 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang trưng cầu giám định để củng cố, xử lý hành vi giở trò đổi bại đối với Tùng. Theo cơ quan công an, lúc 10 giờ 50 phút ngày 16 tháng 10, Tùng đến nhà của bà DTH, 63 tuổi, tại khu phố Gò Tre, phường Long Thuận xin uống nước. Sau đó, Tùng đe dọa, khống chế và yêu cầu bà Hát cho quan hệ, nếu không sẽ sát hại. Bà Hát bỏ chạy và trượt chân té ngã. Sau đó, Tùng kéo bà Hát vào phòng ngủ để thực hiện hành vi thú tính. Thực hiện xong, Tùng lấy điện thoại di động và xe đạp điện của bà Hát rồi tẩu thoát. Sau đó, bà Hát trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an thành phố Gò Công đã khẩn trương triển khai lực lượng, sử dụng đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành giả soát xác minh. Đến 18 giờ cùng ngày, cảnh sát bắt giữ được Tùng khi nghi phạm đang về nhà tại khu phố Thuận An, phường Long Thuận. Công an thành phố Gò Công đã thu giữ xe đạp điện, cho bị hại nhận dạng tang vật và đối tượng gây án. Liên quan vụ án, cựu bí thư Bắc Ninh sau khi giúp công ty Sông Hồng tham gia, trúng thầu, Trần Văn Tuyên khai nhận được doanh nghiệp chi 6 tỷ đồng để cảm ơn lãnh đạo tỉnh. Số tiền được mang đi biếu bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch và giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh khi đó. Sáng 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành thẩm vấn các bị cáo trong phiên tòa xét xử cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh và các đồng phạm. Khai báo đầu tiên, Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Sông Hồng,
thừa nhận có vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại 22 tỷ đồng như cáo trạng quy kết. Tuy nhiên, Hưng khai, giai đoạn công ty Sông Hồng đấu thầu tại Bắc Ninh, anh ta là phó giám đốc phụ trách chuyên môn, chỉ làm các công việc liên quan mua sắm thiết bị rồi bán lại cho 3 bệnh viện tuyến huyện ở Bắc Ninh. Những việc khác, cùng công ty Sông Hồng xin vốn trung ương cho tỉnh Bắc Ninh, do chủ tịch công ty Sông Hồng đã mất phụ trách nên Hưng không biết. Bị cáo Hưng cũng thừa nhận, sau khi đấu thầu, trúng thầu tại 3 bệnh viện, đã rút 6 tỷ đồng đưa cho chủ tịch công ty Sông Hồng để vị này đi cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh, gọi tắt là ban quản lý. Giám đốc ban quản lý khi đó là bị cáo Trần Văn Tuyên thừa nhận việc này, khai đã nhận 6 tỷ đồng từ công ty Sông Hồng rồi mang 2,8 tỷ trong đó đi cảm ơn các lãnh đạo tỉnh. Ông Tuyên cho hay, mỗi dịp lễ Tết đều tặng quà cựu bí thư Nguyễn Nhân Chiến, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Tử Quỳnh, tổng số mỗi người 1 tỷ đồng. Với Nguyễn Hạnh Trung, cựu tỉnh ủy viên, cựu phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Tuyên khai có đưa vị này 500 triệu đồng. Cụ thể, khi xây dựng gói thầu, ông Trung là giám đốc Sở Y tế nhưng lại chuyển công tác vào tháng 3 năm 2015. Bị cáo Tuyên khai gọi điện cho chủ tịch công ty Sông Hồng, nói anh Nguyễn Hạnh Trung sắp chuyển công tác nhưng cần cảm ơn vì đã giúp đỡ trong việc đấu thầu. Vị chủ tịch công ty Sông Hồng trả lời, anh ứng giúp em 500 triệu đồng, cảm ơn cho em. Khi trúng thầu xong, anh em mình sẽ tính toán với nhau. Do vậy, bị cáo Tuyên lấy 500 triệu đồng đi tặng bị cáo Trung. Ngoài ra, Trần Văn Tuyên khai, mỗi dịp lễ Tết đều tặng bị cáo Nguyễn Tiến Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vài chục triệu đồng. Khi ông Nhường nghỉ hưu, bị cáo Tuyên mang 200 triệu đồng đến tặng, nên tổng vị này nhận được là 300 triệu đồng. Như vậy, trong số 6 tỷ đồng đã nhận từ công ty Sông Hồng, bị cáo Trần Văn Tuyên đã chi 2,8 tỷ đồng cho các lãnh đạo tỉnh và bản thân giữ lại 3,2 tỷ đồng. Vị này đã nộp 3,25 tỷ đồng cho cơ quan điều tra, gồm 3,2 tỷ đồng hưởng lợi bất chính và 50 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án. Cũng tại tòa, bị cáo Tuyên khẳng định, dù giúp công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu tại 3 bệnh viện khác ở Bắc Ninh nhưng không được nhận tiền. Ông Tuyên khai, Nhàn chỉ tặng bị cáo thuốc nhuộm tóc, mỹ phẩm, còn tiền thì không. Lý do giúp AIC trúng thầu cũng tương tự như Sông Hồng, vì hai doanh nghiệp này đều có công xin vốn trung ương cho tỉnh trong bối cảnh Bắc Ninh khó khăn về nguồn vốn. Theo hồ sơ, năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, chủ tịch công ty Sông Hồng, mất năm 2021, liên hệ với Trần Văn Tuyên đặt vấn đề ông phụ trách xin vốn bổ sung từ Thủ tướng Chính phủ cho lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh. Đổi lại, bị cáo Tuyên và chính quyền Bắc Ninh phải giúp công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành. Bị cáo Tuyên đồng ý, nhưng sau đó bà Nhàn AIC cũng liên hệ nội dung tương tự. Do biết bà Nhàn có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương, nên Tuyên báo lại việc này cho ông Sơn. Hai bên sau đó thống nhất để tránh va chạm. Công ty Sông Hồng sẽ thực hiện 3 gói tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ, các huyện phía Bắc Sông Đuống. Còn công ty AIC thực hiện 3 gói tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, phía Nam Sông Đuống. Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị cáo đã vi phạm quy định, dùng quân xanh đấu thầu, nâng giá. Đến nay, cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách. Quá trình này, các lãnh đạo công ty Sông Hồng là ông Đặng Tiên Phong và bị can Lê Tuấn Hưng đã đưa hối lộ cho Trần Văn Tuyên 6 tỷ đồng. Bị cáo Tuyên chi lại cho bí thư Nguyễn Nhân Chiến và chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng, tặng quà phó chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường nhiều lần, tổng số 300 triệu đồng. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đưa hối lộ cho các lãnh đạo nói trên. Bị cáo Nguyễn Nhân Chiến khai từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu năm 2020 và các dịp lễ Tết đều được người phụ nữ này tặng quà. Sau khoảng thời gian tạm ngưng để bổ sung hồ sơ liên quan, chiều ngày 29 tháng 10, Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với giám đốc người Trung Quốc có hành vi sát hại nữ kế toán đang mang thai ở Bình Dương. Sáng 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử vụ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vinh Nhuận sát hại nữ kế toán. Nạn nhân là nữ kế toán công ty đang mang thai. Tại tòa, bị cáo Giang Zhonggu, 48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trả lời về nguyên nhân gây án, Giang Zhonggu cho rằng nữ kế toán làm khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền của công ty, nên bị cáo quá bức xúc dẫn đến không kiềm chế được hành vi. Có mặt tại phiên tòa, phía gia đình bị hại phẫn nộ không đồng ý với lời khai của Giang Zhonggu, cho rằng hành vi của bị cáo là mất nhân tính. Lúc đó, nạn nhân đang mang thai, đã cố van xin nhưng bị cáo vẫn cố tình sát hại. Sau phần xét hỏi, hội đồng xét xử quyết định tạm ngưng phiên tòa để bổ sung hồ sơ chứng cứ, nguồn gốc số tiền hơn 800 triệu đồng có trong người khi bị cáo bỏ trốn. Đến chiều 29 tháng 10, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Giang Zhonggu mức án chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 1 tỷ đồng. Theo cáo trạng,
khoảng 16 giờ chiều 29 tháng 3 năm 2023, Trang Hồng Gu đi vào văn phòng công ty gặp chị Lý Thị Mai, nhân viên kế toán để nói chuyện. Hai người xảy ra cự cãi do Gu nghi ngờ chị Mai làm khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền công ty. Trong lúc nói chuyện, Trang Hồng Gu bất ngờ rút dao trong túi sách mang trên người rồi tấn công nữ kế toán. Chị Mai ngã xuống gầm bàn nơi làm việc, còn dao trong tay Trang Hồng Gu cũng bị rơi xuống sàn. Gu kéo chị Mai dậy, chị Mai vùng chạy về hướng cửa văn phòng và bị Gu chạy theo ôm lại và kéo vào trong khu vực nhà vệ sinh. Xa khu vực nhà vệ sinh là bếp, nên trong lúc giằng co và kéo chị Mai, Trang Hồng Gu lấy dao bầu tấn công chị Mai khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Trang Hồng Gu điều khiển xe ô tô biển số 61C45000 bỏ trốn. Để che mắt cơ quan công an, khi đi đến khu vực vườn cao su cách hiện trường khoảng 10 km, đối tượng bỏ xe lại rồi đi bộ ra đường đón ô tô tẩu thoát. Đến tối 30 tháng 3 năm 2023, Trang Hồng Gu đến công an phường Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những ngày qua, hoàn lưu bão số 6 đã gây mưa kéo dài, khiến nhiều địa phương tại các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung chìm trong biển nước. Thiệt hại ban đầu ghi nhận là rất lớn. Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 25 tháng 10 đến 7 giờ sáng ngày 29 tháng 10, tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến đo được từ 200 đến 400mm. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại nhiều địa phương, nhất là tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Trong đó, đáng tiếc nhất là một trường hợp bị tử vong và một người hiện còn đang mất tích tại Quảng Bình do nước cuốn trôi. Thống kê từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến sáng 29 tháng 10, có 318 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, chủ yếu tại Thừa Thiên Huế, 34.201 ngôi nhà bị ngập. Đến nay, còn 34.020 nhà dân ngập, tập trung tại hai tỉnh Quảng Bình 32.767 nhà, Quảng Trị 1.253 nhà. Liên quan đến hệ thống giao thông, hiện 53 vị trí đường quốc lộ 9B, 9C, 12A, 9E, 15, Quảng Bình, 15G, 9G, Quảng Trị, 49B, Thừa Thiên Huế và 89 vị trí đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng với tổng khối lượng 25.914 mét khối đất đá. Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đang tiếp tục triển khai ứng phó với mưa lũ sau bão theo công điện số 110 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó đã tổ chức di rời 11.432 hộ, 33.740 người. Đồng thời rà soát, triển khai ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão theo đúng tinh thần 4 tại chỗ. Trước diễn biến mưa còn kéo dài, các bộ ngành địa phương đang tập trung điều tiết, vận hành các hồ chứa để đảm bảo an toàn hồ, đập và vùng hạ du. Trong đó, khu vực Bắc Trung Bộ hiện có 3 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn gồm A Lưới, Đa Krông 1 và La Tó. Trong khi đó, tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, các đơn vị đang vận hành điều tiết lũ 4 hồ chứa qua tràn. Cụ thể là các hồ chứa An Điểm 1, Đăng Mi 3, Sông Côn Bậc 2 và Gia Hưng. Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, hiện nay diễn biến mưa lũ tại các tỉnh, thành phố miền Trung còn rất phức tạp. Chính vì vậy, các địa phương cần tập trung ứng phó theo đúng tinh thần không hối tiếc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thời gian tới, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão theo công điện số 110 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 ngày 27 tháng 10 năm 2024. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị còn đang lũ, ngập lụt, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn để chủ động ứng phó. Đối với các địa điểm nước đã rút, các tỉnh, thành phố tổ chức khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống. Tính đến ngày 29 tháng 10, trên 100 đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch tại thị xã Sapa đã đăng ký tham gia chương trình kích cầu chủ đề Chạm Sapa, Chạm Những Tầng Mây, cùng hướng về mục tiêu nhanh chóng tái khởi động, phục hồi ngành du lịch địa phương sau mưa bão. Bão Yagi đổ bộ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành kinh tế du lịch của Lào Cai nói chung và Sapa nói riêng. Du lịch Sapa đã nhanh chóng chuyển mình sau cơn bão số 3, thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã khắc phục kịp thời, đảm bảo các tuyến đường chính thông suốt và an toàn lưu thông. Dù vậy, sự ảnh hưởng của cơn bão Yagi với ngành du lịch Sapa vẫn còn rất nặng nề. Theo Hiệp hội Du lịch Lào Cai, những ngày này Sapa khá vắng khách. Nhiều nhà hàng, khách sạn, lượng khách giảm mạnh, thậm chí một số cửa hàng tạm thời đóng cửa vì không có khách. Nhiều người lao động bị giảm công, giảm lương, thậm chí không có việc làm. Tính đến ngày 29 tháng 10, đã có trên 100 đơn vị tại thị xã Sapa đăng ký tham gia chương trình hợp tác kích cầu du lịch với chủ đề Chạm Sapa, Chạm Những Tầng Mây.
Đây là các chương trình ưu đãi của các đơn vị lưu trú, nhà hàng, vận tải, các điểm tham quan du lịch, điểm check-in, homestay. Trong đó có chương trình giảm giá dịch vụ từ 10% đến 50% hoặc tặng kèm thêm các gói khuyến mãi. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lào Cai cho biết, là đơn vị chủ trì tổ chức chương trình, Hiệp hội Du lịch Lào Cai hy vọng rằng chương trình sẽ tạo được hiệu ứng tốt, thu hút khách du lịch, đưa Sapa trở thành điểm đến an toàn, đặc sắc và mến khách, nhanh chóng tái khởi động, phục hồi ngành du lịch địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách trong năm 2024. Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai cũng kêu gọi các doanh nghiệp du lịch, đơn vị trên địa bàn chưa đăng ký tham gia, sẽ cùng chung tay hưởng ứng để tạo làn sóng mạnh mẽ, thu hút du khách đến Sapa dịp cuối năm. Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, du lịch Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực khi lượng tìm kiếm về Việt Nam từ khách du lịch quốc tế đã gia tăng trong 3 tháng. Cụ thể, tháng 7 chứng kiến lượng khách tìm kiếm đến Việt Nam tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, dữ liệu tháng 8 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ 31% về lượng khách quan tâm du lịch. Tháng 9 chứng kiến sự bùng nổ về lượt tìm kiếm với mức tăng 84% so với cùng kỳ năm 2023, khi du khách quốc tế đang tìm kiếm nhiều hơn các điểm đến cho dịp Giáng sinh và năm mới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.